những cơn gió 100 km giờ phá hủy các vùng phía nam Alberta. Những cơn gió mạnh thổi qua Calgary và khắp miền trung và miền nam Alberta vào sáng thứ ba, các nhà dự báo cho biết có thể có gió giật lên tới 100 km giờ. Trong khi đó, tại các khu vực miền trung Alberta, tuyết rơi dày cùng với gió mạnh đã khiến cho đường xá trở nên nguy hiểm. Vào lúc 4 giờ 26 phút sáng thứ ba, cơ quan môi trường Canada Environment Canada đã ban hành cảnh báo về gió cho thành phố Calgary và khu vực xung quanh. Cảnh báo đó đã được dỡ bỏ vào khoảng 12 giờ 30 chiều. Nhưng các cảnh báo về gió vẫn có hiệu lực vào chiều thứ ba đối với phần lớn miền đông Alberta, từ Colec đến xa về phía nam như công viên tỉnh Cypress Hills. Trung tâm Alberta bị ảnh hưởng kép một trận tuyết rơi dày đang phủ trắng các khu vực của trung tâm Alberta và đồng thời nơi này cũng chịu ảnh hưởng bởi một cơn gió mạnh. Khu vực có thể có tuyết dài từ 10cm cho tới 25cm. Các nơi như Edmonton, Saint Albert, Sherwood Park nhận được cảnh báo tuyết rơi và có gió thổi 70km giờ vào buổi sáng. Cảnh báo tuyết rơi bao phủ một vùng trung tâm Alberta kéo dài từ Fox Creek đến Cole Lake. Khu vực Bonneville, Saint Paul, Cole Lake và Lac La Beach ở phía đông trung tâm Alberta đang có cảnh báo bão mùa đông. Người dân có thể nhìn thấy tuyết dày từ 20 cho tới 30 cm trước khi lượng mưa giảm dần vào cuối buổi chiều hôm thứ ba. Cảnh báo tuyết rơi cho khu vực Grand Prairie, Perry, Beaverlot và Valville đã kết thúc giữa sáng thứ ba. Sự kết hợp của tuyết dày và gió mạnh có thể khiến cho việc lái xe trở nên nguy hiểm hơn.